Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Giáp Thìn năm 2024. Nhằm động viên hỗ trợ đoàn viên thanh niên, Học viện Cảnh sát Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân và Ban Thanh niên Công an Nhân dân, Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát Nhân dân chủ trì phối hợp với các đơn vị và các nhà tài trợ tổ chức chương trình chuyến xe về quê ăn Tết và tặng quà cho các đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình hỗ trợ vé xe về quê đón Tết cho học viên được triển khai góp phần giúp hành trình sum vầy với gia đình trở nên dễ dàng và ấm áp hơn bao giờ hết. 300 học viên đã được tặng quà, những suất quà đặc biệt được ưu tiên cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong công tác, học tập, rèn luyện đạt kết quả cao. Đây cũng là lần thứ 3 mà trường tổ chức chuyến xe về quê ăn Tết. Thì em cũng rất vinh dự được làm người bạn đồng hành cùng bác tài xế trong 3 năm vừa qua. Đi cũng về ăn Tết với cùng gia đình, rất vui. Tôi cảm thấy là rất là vui và phấn khởi. Và đây là một chương trình hết sức ý nghĩa. Mong rằng là trong những năm tiếp theo thì nhà trường vẫn sẽ có những chuyến xe như vậy để giúp đỡ cho những học viên có hoàn cảnh khó khăn có thể về quê đón Tết thật vui vẻ. Chuyến xe về quê ăn Tết được tổ chức hàng năm dành cho các học viên tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Các chuyến xe đưa học viên về quê cùng các tuyến Hà Nội, Sơn La, Điện Biên, tuyến Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Ngoài ra, học viện cũng chuẩn bị các phần quà dành tặng học viên hệ quốc tế đang học tập, rèn luyện tại trường. Chương trình chuyến xe về quê ăn Tết thì được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Công an Nhân dân đặc biệt quan tâm, hưởng ứng theo cái phong trào của các cấp bộ đoàn như vậy. Thì đối với Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát Nhân dân, chúng tôi rất là mong muốn đã tổ chức một cái chương trình đồng hành với đoàn viên thanh niên và đặc biệt nó thực sự ý nghĩa trong cái dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Và qua đó thì chúng tôi mong muốn rằng sẽ lan tỏa và truyền tải cái thông điệp đoàn kết đồng hành với tất cả các bạn đoàn viên thanh niên trong công tác học tập rèn luyện tại nhà trường. Hoạt động này thực sự có ý nghĩa, được tổ chức nhằm chào mừng năm mới 2024, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tương thân tương ái, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, học viện sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.